Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta tiếp tục đi săn những đợt Retro Tech. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án có tên là Pi Finland. Đây là một cái dự án mà được xây dựng bởi Wormhole và Signer. Đây là hai cái nhà phát triển mà chúng ta đã rất quan tâm trong dự án gần đây. Đặc biệt là Wormhole với số vốn gọi kỷ lục lên tới hơn 300 triệu đô từ rất nhiều các đối tác lớn. Và đây là một trong những dự án trọng điểm mà chúng ta sẽ săn Retro Tech. Bởi vì là Pi sẽ thuộc hệ sinh thái của Wormhole, và Siler thì cũng là một trong những cái nền tảng mà có hệ sinh thái cũng rất là lớn. Ngoài ra thì ở đây trên Twitter của dự án thì còn thống kê được cả bay cơ, bay của Coinbase nữa cũng đóng góp là thành phần ở trong cái dự án này. Và dự án này thì hiện tại thì cũng rất là mới, số lượng người theo dõi và số lượng người làm thì cũng chưa nhiều. Chúng ta cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là dự án này nó đang chạy trong giai đoạn testnet, và đây chính là cơ hội để các bạn có thể cùng mình săn đi trade tích với testnet của dự án Pi. Với testnet của dự án Pi thì dự án cũng đã có những cái phần hướng dẫn rất là cụ thể về cái testnet của nó. Và ở đây thì dự án test rất nhiều tên các cái nền tảng khác nhau, trong đây sẽ bao gồm là Wormhole, Siler, Base, và có cả PTH vân vân. Anh em thấy danh sách rất là dài luôn, và kéo xuống dưới đây thì anh em cũng thấy rất là nhiều người ủng hộ cái dự án này. Đối với cái dự án này thì các bạn sẽ cùng với mình săn đi trade tích, và đây chúng mình đã chuẩn bị một cái tài liệu để trade tích cho anh em. Ở trong đây thì các bạn sẽ làm trên testnet của nó. Sau đó thì các bạn sẽ làm đến các cái nhiệm vụ là join Discord, join GUI, và ở đây thì có một số phần hướng dẫn link này không mở được, nhưng mà mình vẫn có thể làm cho anh em được với những cái phần cơ bản nhất thì đã có ở đây rồi. Chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask của chúng ta. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một cái ví MetaMask chúng ta. Ở đây thì mình sẽ chuyển, có lẽ là chúng ta sẽ kết nối ví trước, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến mạng và nói yêu cầu. Ở đây mình sẽ chọn ví MetaMask, lựa chọn ví MetaMask và chúng ta kết nối đây. Và ở đây thì có lẽ chúng ta sẽ chọn vào Baycoder chăng? Baycoder nhé. Ok, ở đây mình đã chuyển sang mạng Baycoder rồi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạm x cái này. Đây mình sẽ có các cái bước, đó là kết nối ví Claimflow và Supply, vay và cho vay. Đối với cái phần này thì có lẽ là chúng ta, các bạn sẽ giúp mình, đó là chúng ta sẽ claim một số các cái flow ở đây. Thì sẽ có một số cái flow ở đây nhá. Đây có flow của Siler này. Với flow Siler thì có lẽ nó sẽ gần hơn với anh em. Đây nó sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các cái ETH ở trên các cái mainnet, ví dụ như Baycoder này rồi Arbitrum vân vân, và nó sẽ cung cấp cho anh em cả một lượng USDC nữa. Đây, bây giờ mình sẽ cần USDC ở trên mạng ấy, thì mình sẽ lấy USDC trước. Baycoder. Trên trang này thì hết rồi. Trang này thì hết rồi, bây giờ mình sẽ sang cái trang Quickload. Quickload thì chắc là còn. Cái Quickload này thì có rất nhiều cái flow khác nhau anh em nhé. Ta sẽ chọn vào chain bay đây. Collier này. Đấy, ở đây thì nó sẽ gửi cho các bạn đến ETH các thứ đấy. Đấy thì anh em có thể dán địa chỉ vào đây để nhận nhé. Ngoài ra thì còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà thôi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành các bước làm thôi. Ở đây thì sẽ có những cái thao tác, đó là supply, borrow vân vân. Mình sẽ làm nhé. Thế thì là supply ETH trước này. Rồi ok. Which, như vậy là nó sẽ yêu cầu người ta làm trên Coldio. Ở đây mình sẽ supply là 0.3 đi. Supply là Coldio ETH Coldio thì mình không hiểu. Các bạn sẽ chờ một ít phút, sau khi các thao tác hoàn thành thì nó sẽ động, nó xác nhận. Mình sẽ để cho anh em xem để cho anh em biết cụ thể cái cách làm nhé.
Em thấy luôn ở đây ghi năng lượng bởi wormhole này. Chắc chắn anh em có thể tìm thấy danh sách ở trên trang chủ của wormhole luôn, danh sách của cái dự án Picker này. Hơi lâu nhỉ, hơi lâu. Chúng ta có thể chờ đợi thêm. Cái này thì các bạn có thể chờ đợi thêm, các bạn có thể tạm thoát ra ngoài cũng không vấn đề gì cả. Ở trong đây thì mình lưu ý là có cái phần poll của dự án nó cung cấp luôn. Đấy. Thì các bạn có thể ấn vào đây để các bạn claim các cái coin các bạn cần. Đấy. Bên dự án thì nó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một cái link để đến poll. Có lẽ là cái phần này thì thời điểm này thì như mình chia sẻ thì nó đang bị quá tải rồi. Đấy. Cho nên là các bạn có thể đẩy ra bên ngoài cũng được. Đây, bây giờ mình tiếp tục này. Thì lúc nào mà cái flow nó ổn định thì anh em có thể vào người ta claim. Bây giờ mình sẽ đóng thêm vào đây khoảng 10 USDC nữa. 10 USDC trên mạng Ether Goldier. Ok. Ok, mình sẽ mở mạng Ether Goldier nhé. Tiếp theo chấp nhận này. Các mạng khác thì có thể là mình không có USDC, nhưng mà mạng Goldier thì mình có. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn vào Supply này. Ok. Rồi mình đã tạo thanh khoản các thứ là thành công rồi này, Supply cả hai cái là thành công rồi này, được chưa? Sau bước Supply này thì chúng ta sẽ đến bước Borrow. Borrow và repay, sau đó withdraw. Borrow này. Rồi mình sẽ switch sang base Goldier. Chúng ta có thể có thể stake ở trên mạng Ether Goldier và vay ở bên 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 mạng khác. Đó, ok. Cái này có khi lại phải supply thêm. Có thể là không đủ. Ui. Supply rồi rút sau cũng được. Rồi, ok, supply xong rồi này. Trở lại. Tiếp tục này, giờ mình sẽ thử borrow xem nào. Borrow nó lại không cho borrow ở bên cái kia, khổ nhỉ. Rồi để thử xem nào, ETH xem borrow được không. Base Courier. Vẫn phải supply ở bên base thì mới được. Đây, các bạn ở góc trên các bạn chuyển sang Goldier cho mình xem là có được không? Hình như nó chỉ cho vay ở bên mạng bét thôi. Hơi căng nhỉ? Có vẻ nó chỉ cho vay bên mạng bét thôi. Bét thì mình cũng có ETH đây, nhưng mà nó cho cung cấp thanh khoản với ETH. Mình quyết định là sẽ claim thêm một lượng Arbitrum Goldier và Optimus Goldier luôn. Xem như thế nào nhé. Ở đây mình vào vô rồi anh em ạ. Có mỗi cái là cái USDC chưa claim đủ. Được quét thêm nữa này. Đây mình sẽ cung cấp thanh khoản thêm cho cái Optimus này.
Nói chung mình vừa chúng ta cố gắng trải nghiệm ở trên mọi mẹ nét được thì càng tốt, đúng không ạ? Đây, ARB này. ARB mình sẽ quick network sang. Nói chung là cố gắng trải nghiệm trên càng nhiều mainnet thì càng tốt. Lý do hôm nãy là chúng ta không tạo thanh khoản được là bởi vì trên mạng này chúng ta không có coin. Là bây giờ mình đang xử lý cái vấn đề là không có coin đấy. Rồi mình sẽ về trở lại phòng mình đi quét thêm. Đi quét thêm mục đích là gì để sau này có kèo người ta làm thì đỡ phải đi cờ lêm luôn đấy. Mình đi quét đều nhiều một tí. Thì mỗi USDC của cái mạng Bay này mình sẽ thử xem nào. Ở đây có fold của Bay Collier này, vẫn là claim ETH. Mình cần claim mấy không thử xem nhá. Mình sẽ sang lại Bay xem nào. Bay Collier không có được cái kia thì hơi khó. Rồi bây giờ mình sẽ đi thực hiện borrow của cái OP đi. Borrow OP thì chắc là làm được. Rồi mình sẽ làm cái borrow OP đi. Còn cái bay thì không làm được rồi. Bay bây giờ không claim được cái lượng coin kia thì chịu. Không được à. Arbitrum cũng không được thì nhịn luôn đấy. Bắt buộc là phải kiếm. Bắt buộc phải tìm được cái USDC ở đâu. Mình thử dùng cái cầu này xem nào. Ở đây mình sử dụng một cái phâu khác để request cái USDC này xong được không? Xác nhận nào. Không biết là có được không, chỉ hy vọng là được thôi. Vì nãy giờ thì chúng ta cũng đã rất là cố gắng rồi. Rồi ở đây thì sẽ supply USDC của mạng xem nào. Cờ lên USDC. Đây có 100 USDC. Không biết có đúng của nó không này. Từ đối với cái trường hợp này thì khả năng các bạn cần phải claim USDC từ chính cái phâu chính chủ của nó, vì mình cũng đã thử những cái phâu khác nhưng không được. Chúng ta phải claim phâu từ phâu Sealer thôi. Phâu Sealer đấy thì các bạn chắc phải claim từ đây. Còn nếu mà các bạn dùng phâu khác thì không được rồi. Đấy. Thì cứ 24 giờ nó reset phâu một lần. Thì khi nó reset phâu thì các bạn có thể làm cái thao tác borrow, tức là vay này. Anh em nhìn thấy vay chưa? Replay này rồi withdraw đấy, cái thao tác này anh em sẽ làm được đó. Thì lúc này đây thì anh em chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi chứ còn không biết như thế nào nữa đó. Có lẽ là sẽ có những anh em sẽ có giải pháp tốt hơn, thì nếu có giải pháp tốt hơn thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Tức là các bạn muốn mà có thể là borrow được thì các bạn sẽ cần phải có USDC ở trên mạng mạng base. Đấy, thì ở đây thì để có USDC mạng base thì các bạn sẽ dùng và phải vào phâu Sealer này đó.
thì đấy một điều bắt buộc với anh em đấy. Và sau đó thì các bạn thực hiện được thao tác borrow và thao tác repay, sau đó các bạn sẽ quit ở cái phần này này, ở đây sẽ có phần quit ở đây này, nhìn chưa? Đấy, ở đây mình sẽ chuyển mạng cho anh em xem cái phần quit nhé. Đấy, chúng ta sẽ vào đây chúng ta quit được. Đấy, cái quit thì lại dễ, quit thì lại dễ, nó chủ yếu là cái ấy thôi, nó chỉ yếu là cái thao tác borrow thì khó thôi, còn quit thì nó lại quá đơn giản luôn. Đấy. Nhưng mà quan trọng là bây giờ không có USDC để chúng ta làm cái điều này. Đấy, thì cái USDC này thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ cần phải có USDC mạng mà biết thì các bạn mới làm được điều này nhá. Đấy, thì mong em thông cảm, mình sẽ chia sẻ cái video này cho anh em làm đến được phần này thôi, còn những cái phần khác thì chúng ta sẽ có phần join Discord và join GUI, thì đây bây giờ mình sẽ làm cho anh em thêm cái bước này nữa. Đấy, còn hai bước, các bước còn thiếu thì các bạn cố gắng là người ta tự làm giúp mình nhé. Ở đây thì trước tiên là sẽ join Discord trước này. Xin phép anh em một chút, vừa rồi mình hơi bận. Ok, chúng ta tiếp tục này. Ở đây thì sẽ là hình quả, chọn quả chuối này. Rồi, ok. Ô thông báo này. Yes. Ok. Cái này thì announcement. Các bạn thể vào đây chúng ta tích một tí luôn. Westroom. Xem. Rồi nên trên này thì các bạn sẽ do vào cái phần GUI nữa nhỉ. Đây GUI đây. Check access. Có thể là các bạn cũng chưa đủ điều kiện đâu nhưng mà đây được này, em này. Chúng ta sẽ thấy ở đây nó trước tiên là chúng ta có Lost Cybi này, On-chain Citizen này, Matic ARB là OP Maxi là mình có đủ, gần như là đủ hết luôn. Bismarck có 50 giao dịch trong vòng 1 năm. Eerie Bisker Road này còn thiếu một số các cái road khác. Rồi đấy, nhìn chung là mình cũng đã tương đối đủ rồi. Đây rồi của mình này. Đấy, có nên road luôn này. Ok, tạm thời là chỉ như vậy đã nhé. Mình sẽ chia sẻ đến anh em cái video này và mình hy vọng là anh em trên kênh chúng ta thì sẽ có thể là hoàn thành được những cái nhiệm vụ ở trong cái dự án này. Cảm ơn em đã theo dõi video và chào các bạn video tiếp theo.